tại thành phố Paris, Tấm Cám, một trong những câu chuyện trong kho tàng cổ tích Việt Nam đã được các nghệ sĩ Pháp gốc Việt giới thiệu đến công chúng trong lễ hội mùa hè. Lễ hội là một trong những hoạt động của người dân Paris được tổ chức sau những ngày giãn cách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tấm Cám được những người tham dự lễ hội chú ý qua phần thể hiện của hai nữ nghệ sĩ Pháp gốc Việt là Hồ Thụy Trang và Isabel Jellis. Tiếng đàn của nghệ sĩ Hồ Thụy Trang quyện với giọng kể trầm bồng của nghệ sĩ Isabel Jellis đã khiến câu chuyện dân gian Tấm Cám như được thổi hồn, thu hút người nghe. Lễ hội được khởi xướng bởi Hội Saliope Pháp và đây cũng là dịp để người dân Pháp khám phá âm nhạc và văn hóa Việt Nam. Họ mang đến lễ hội của chúng tôi một câu chuyện cổ tích Việt Nam nhưng vang xa tầm quốc tế. Có những câu chuyện tương tự như Tấm Cám trên khắp thế giới và mỗi câu chuyện được kể lại có những tính cách riêng biệt. Càng thú vị hơn khi có nhạc Việt Nam đi cùng câu chuyện của Việt Nam. Một điều vô cùng quý giá đối với chúng tôi là được tiếp cận với âm nhạc Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Đây cũng là buổi biểu diễn đầu tiên của các nghệ sĩ gốc Việt trước đông đảo công chúng sau một thời gian dài giãn cách xã hội tại Pháp, mang đến lễ hội câu chuyện Tấm Cám. Các nghệ sĩ không chỉ đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người dân Pháp, mà còn gợi nhớ hình ảnh quê hương, gắn kết và hướng cộng đồng người Việt, nhất là thế hệ trẻ đến những giá trị văn hóa truyền thống Việt. Sau một năm giãn cách xã hội, thì Thụy Trang lại được trở lại với sân khấu. Không có cái niềm vui nào hơn nữa của một người nghệ sĩ là được trở lại sân khấu của mình. Và hơn nữa lại được biểu diễn những cổ tích Việt Nam mà được rất 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 là nhiều tiếng vang và rất là được nhiều người yêu thích, ngay cả người Việt và ngay người Pháp. Và lại được rất nhiều tiếng vỗ tay của những người bạn đủ các sắc tộc, đủ các màu da. Họ chăm chú, họ lắng nghe và họ tìm hiểu, họ đến gần với mình hơn và hiểu được cái văn hóa của mình hơn. Thì ra rất là vui sướng. Hân hạnh được nghe một câu chuyện Tấm Cám với một cái đờn cổ truyền của Việt Nam là đờn tranh và cái sự kể chuyện bằng tiếng Pháp rất là thấm thía cái chuyện từ nhỏ tôi đã nghe rồi. Mà bây giờ cái người kể mặc dầu bằng tiếng Pháp nhưng mà rất là chính xác, rất là xúc động. Tấm Cám được dàn dựng và biểu diễn rất nhiều lần tại Paris và nhiều thành phố ở Pháp. Mỗi lần biểu diễn, Tấm Cám đều được khán giả đón nhận nhiệt tình. Quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè Pháp và quốc tế cũng là một trong những việc mà nhiều nghệ sĩ Việt tại Pháp đang chú trọng và nỗ lực lan tỏa với nhiều hình thức.